Yeah, xin chào các anh chị, hôm nay là ngày chủ nhật như thường lệ thì mình có chương trình kiến tạo cuộc đời ngoại hạng theo cái giờ chuẩn là 21 giờ đêm ở Việt Nam á vậy. Hiện nay thì mình còn hơn 7 phút nữa thì mới bắt đầu thành ra mình muốn vào sớm một vài phút rồi để, để một số mấy anh chị mình thứ nhất là mình đồng quen với nhau mấy anh chị nhờ mấy anh chị ghi phía dưới đó là mấy anh chị tới từ thành phố nào, quốc gia nào. Và sau đó mình xem mấy anh chị mình share, mình invite hay là mình thác tên của bà mình vào đó Tại vì cái đề tài ngày hôm nay mình tin là sẽ là một cái giá trị khá lớn cho rất nhiều những người mà mấy anh chị quen Hiện nay thì ở bên Mỹ theo cái mua giờ của New York đó, New York, Toronto của Canada thì mình đang là 10 giờ sáng California thì trừ đi cho 3 tiếng tức là nó đang là 7 giờ sáng California, Vancouver Phía mé miền Tây của châu Mỹ đó, thì Bắc Mỹ đó, thì đang là 7 giờ sáng nếu mà 10 giờ thì, thì ở bên châu Âu đó hiện nay đang là 4 giờ chiều. 9 giờ tối ở Việt Nam thì châu Úc đó đang là 12 giờ khuya. Thành ra giờ này tương đối mấy anh chị, đây là cái thời điểm tốt nhất mà hầu như là bốn châu lục, năm châu lục đều đang đều đang thức giấc. Thành ra một số mấy anh chị nếu mà có bạn bè quen hay là mấy anh chị có thể post trên trang tường của mình thì một số bạn của mấy anh chị trong cái friend list người ta sẽ thấy. Okay, Mời các anh chị ha. Ok mấy anh chị cho mình một vài giây Để mình cũng làm cái việc đó tương tự Hy vọng là uh, Âm thanh ánh sáng mấy anh chị nghe đầy đủ Nếu mấy anh chị nghe rõ lắm, anh chị cho mình một vài chữ ở phía dưới Ok mấy anh chị nói. Để Mình sẽ có mấy cái trang Có cái trang người ngoài hạn Rồi ok Hello Dương Mai Linh Hmm thì mình sẽ cái này vào page thì mình có cái trang Đinh Nguyễn và đồng thời người ngoại hạn by group nhưng mà là page người ngoại hạn. <laughs> rồi mấy anh chị mình còn 5 phút